Kính thưa giáo sư Tuấn Điện Tỷ. Ui, bố tổ Tuấn Điện Tỷ lên giáo sư bao giờ đấy? Em báo có anh là mới học. Có một sự thật thế này à. Bên châu Phi và châu Âu, dương vật họ phát triển theo xu hướng hình lưỡi liềm. Ui, ông này nghiên vậy cứu sao à? Châu Á lại phát triển theo hình mũi tên? Mong giáo sư hãy giải thích theo hai chủ nghĩa duy vật và duy thân. Xin thành cảm ơn giáo sư. Các bạn này tên là Lục Thanh Niên. Ông Tuấn đi mà trả lời tôi dỗi mẹ. Thật đấy. Tôi trả giáo sư giáo sách như thế đấy. Không, người ta ấy biết anh Tuấn là có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề này. Nên mới gọi là giáo hay sư. Hay Hà trả lời. Anh nghĩ là câu này Hà. Thực ra tại nhá, sao châu Phi nó lại cong lễ liềm? Bây giờ ở đây nhá, anh em mình không ai rõ bằng Hà. Bởi vì châu Phi với châu Âu với châu Á mình đây là Hà mới biết rõ được nhất. Thế bây giờ anh em mình cứ đi đái với ai thì nhìn nhòm sang. Sang thằng châu Phi bảo sao mày lại tăng thế. Vô duyên. Vô duyên, đúng không? Hà hỏi tiện hơn. Hà hỏi chúng nó rất là thích. Đùa chứ, nhưng mà sang bên châu Phi mình phải nói tiếng Anh. Thế hỏi câu đấy kiểu gì? Why you look like the with the moon. Wow. Huyết đau. Trăng khuyết là gì? Huyết dao mun là trăng khuyết là gì? Trăng khuyết là trăng lưỡi liềm là gì? Đấy, thì bây giờ em chỉ cần hỏi nó. Mà cái đấy á, tiếng Anh trình độ kiểu 1000 TOEIC. Đúng rồi, ông này là hơn 1000 TOEIC rồi. Nhưng mà thực ra là em cũng không cần lên cái trình độ hơn 1000 TOEIC. Mà em chỉ cần body language là xong mẹ việc rồi. Nó cao cấp hơn cả 1000 TOEIC. Em sẽ hỏi như này này. Này, không. Này, thằng bố mày tại sao thế này? Hai cái anh kiểu nghiêm túc quá, nghiêm túc đi. Nghiêm túc thôi, em nghiêm túc đây. Người ta tôn trọng gọi là giáo sư mà thiếu nghiêm túc. Ok, rồi nói chung là cái này theo nghiên cứu của giáo sư Hải Dớ, giáo sư Tuấn Tiền Tỷ. Thì dương vật nó phát triển theo hướng do thói quen đi đái. Vâng. Tức là ở bên châu Phi nó nóng nên là dương vật nó nhão ra. Anh hiểu không? Thế là đi đái rồi. Ấy cong để cho nó rất dày. Ừ. Việt Nam thời tiết thì nó khác, nó lại ẩm. Gọi là cái gì, nhiệt đới gió mùa, sáng ngủ dậy nó lại chỉ bố 12 giờ nên mình phải ấn xuống. Ấn xuống đâm ra nó lại hình trụ cho mình mũi tên. Nó chỉ nói là thói quen, tất cả do thói không, quen đi đái mà thôi. Cũng một phần nó là do chiều dài. Ừ. Và lực hút trái đất của nhân. Khi mà thanh đòn càng dài ấy, thì nó sẽ có càng có cái phần nó chĩu xuống do lực hút của trái đất. Đấy, thế nên là nó có một nó bị là bị cong giống như bạn bảo. Đấy. Do sức hút của trái đất nó bị cong. Đấy, còn ở Việt Nam mình thì nó ngắn hơn. Ừ. Thì thanh đòn nó rất là chắc. Đấy, nên nó lúc nào nó cũng đâm thẳng. Theo duy tâm là thói quen đi đái. Còn theo duy vật là lực hút trái đất. Do lực hút trái đất. Vật là vật lý. Vật là vật lý. Và ok, em bạn gì nhỉ? Bạn này là bạn câu hỏi hai, câu hỏi hai. Lục Thanh Niên nhá. Lục Thanh Niên. Vâng.